Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của thầy Phong Hai Nốt. Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời, một ngày đẹp trời, nắng trong xanh, trời giao phố quanh quanh. Và đến với series Hát hay nhưng ngôi sao Bùi Anh Tuấn và ca khúc Xin Em. Bài này lâu ha. Bài này không khó, bài này hơi khó rồi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát ca khúc Xin Em. Xin Em. Rồi, vô luôn. Làng mang nói chuyện. Làng mang. Chuyện nhảm bị chữ hoài bị chữ. Ok, vô. Xin Em vô tập hát nè mọi người ơi. Vô tập hát nha. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi. Vô nha. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi. Và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Anh chỉ biết lạc trong nỗi nhớ. Rồi, xong, xin em. Bye bye, mọi người. Ok. Hát bài này hả? Đã hát được bài này hả? Hát bài này hay, bài này rất là hay. Cao trào đã, phê, sướng. Phòng nhạc này hình như là dòng nhạc nó mang hơi hướng là R&B á. Hướng R&B chứ không phải là ballad đâu, đơn thuần đâu. Ballad R&B á. Rồi. Mình có nói sai các bạn cứ comment dưới chửi rủa nha. Thì mình nói theo suy nghĩ của mình thôi mà, có gì đâu phải căng. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi. Và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì. Cái bài này á, mà nếu như mà mình vô đầu tiên á, thì nó chỉ có cái chỗ mà và trong anh vẫn chưa thể hiểu. Cái đó là giọng falsetto. Là falsetto là giọng từ mid voice mà bạn đẩy gió ra từ mid trên mặt là chưa thể hiểu. Bạn chạm lên mid voice cái chưa thể hiểu. Đó, bạn chạm lên mid voice. Rồi bạn cho cái hơi nó thoát ra ngoài là giọng giọng falsetto. Còn trên chỗ chạm lên ốc mà thoát ra ngoài là giọng head voice. Chạm lên như giọng của Tùng Sơn á. Giọng của Tùng Sơn là giọng của head voice á. Đó, đó là vậy đó ha. Hai cái mình các bạn cố gắng các bạn phân biệt rõ rõ ràng. Vô. Đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Anh chỉ biết lạc trong nỗi nhớ thế thôi. Không thấy đường. Không có thấy đường tiếp đẹp. Vô. Chẳng có lẽ anh không là người biết yêu thương. Vì khi yêu anh luôn cố chấp. Cũng như vậy luôn nha. Cố chấp. Chấp. Ok nha. Chấp. Gắt, tự nhiên gắt lỗ mũi quá ta. Vì khi yêu anh luôn cố chấp.
khi yêu anh luôn có chắc, có chắc. Ý, hát nó bị rè rè là do mình mất cái chân á, cái chân của Big Boy là sang cầm á. Tại mình á mà, hát cũng tập trung. Vì khi yêu anh luôn có chắc mọi điều. Hả thấy không? Quá dễ. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi. Vì anh yêu mù quáng. Gieo trong ta ngàn lần những đớn đau. Rồi ok. Vậy thôi, bài này nó đoạn đầu nó cũng không có cao, nó chỉ có hai cái chữ mà đẩy falsetto là nó lên tới son thăng á. Đó, son thăng 4. Hơi đuối đuối ha. Rồi cái chữ em ơi nè, phải giờ mà các bạn sử dụng full mid giùm mình nha, mà cố sử dụng chest mid á. Chest mid á. Và em ơi, 2 3. Em ơi, anh cô đơn giữa dòng đời. Khi thiếu vắng em rồi, cảm giác chơi vơi, cảm giác chơi vơi rồi vào ngàn vực sâu. Rồi ok, âm thanh dội ngược là vô cổ. Hát gì kỳ cục vậy Phong? À vô. Em ơi, anh cô đơn em. Giữ âm thanh nha, cố giữ chứ cao mà. Chứ hát chest vô đó. Em ơi, anh cô đơn giữa sông đời. Khi thiếu vắng em rồi, cảm giác chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu. Mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài, lang thang với u hoài. Người sẽ không quay trở lại. Đó, cái đó gọi là hát được bài hát. Hát được. Ok, đầu tiên mình cứ hát được đi, mình nắm cái kỹ thuật của nó là nhớ chest mid. Bài này sử dụng chest mid nhiều. Nó cũng không có cao mà phải đẩy hết mid nha. Thực sự bài này không có cần tới full mid, tại bài này nó cũng không cao. Nó tới son nè. Không cần. Có bài Vô Cùng Mùa là với bài Mơ Hồ á, bài đó nó lên tới đô thanh. Thì mới nhất nó nhấc lên tới full mid thì nghe âm thanh nó sẽ dày hơn ha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tình cẩm lại, quay lại một lần nữa và hát tình cẩm nha. Yo. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thấy chết mít luôn. Cô chấp mọi điều. Để lần sau lặp lại đúng si tai vừa tốt luôn. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi. Anh yêu mù quáng. Gieo trong ta ngàn lần những đớn đau. Cảm xúc vào nhé. Đau. Anh cô đơn giữa sông đời. Khi thiếu vắng em rồi, cảm giác chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu. Mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài, lang thang với u hoài. Người sẽ không quay trở lại. Xin em nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người. Nhìn đâu cũng nhớ ra những ngày vui. Giờ lắm những đêm lẻ loi.
cảm giác chơi vơi rơi vào vững sâu ta. Người sẽ không quay trở lại. Xin em. Đuối luôn. Quá đuối, không đuối gì quá đuối. Rồi ok, ổn không? Ổn không? Đó là những cái khi mà mình hát được cái bài này thì Chad Smith, bạn nào Chad Smith tốt. Và giống như Bùi Anh Tuấn là Bùi Anh Tuấn Chad Smith rất là tốt. Chad Smith hát mút, hát mít thì Bùi Anh Tuấn hơi yếu. nên khi mà những cái nốt cao Bùi Anh Tuấn hát mình thấy nó gào quá. Là để Bùi Anh Tuấn đang sử dụng Chad Smith đấy. Rất là nhiều thầy một thanh dưới đây nữa. À, ở đây rồi. Cố gắng nâng lên chút xíu là xong ha, à, nâng là full mid là ngọt, lên cao ngọt ngào luôn. Cái đó là tập được, cái đó dễ mà. Rồi. Rồi à, giờ ha, giờ mình à, hát sao hát tới đâu ok rồi giờ. Xong rồi, giờ chỉ còn cái khúc mà nhìn đâu cũng thấy, hướng dẫn cho mọi người hát cái câu đó thôi. Bài đó khúc đó là nó lên cao, nó lên tới son. À. Nhìn đâu cũng thấy, chết biết đó. Nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người. Nói chung là âm thanh nó vào cái khoảng vang của cầm, vào khoảng vang của hàm trên đó, một nhẹ một chút của gò má. Nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người, nhìn đâu cũng nhớ đó, nhìn đâu cũng nhớ ra những ngày. Nhìn đâu cũng nhớ ra những ngày vui, sợ lắm những đêm lẻ loi. Cần ai mà sớm bên ai chuyện trò, cần một cuộc sống không vương sầu lo. Cuộc sống đó chết mít, làm chết mít cho chắc vô chút xíu là được à. Cuộc sống không vương sầu lo rồi ơ. Nè chữ A. Rồi ơi, mít nha. Ok, cẩn thận nó lọt vào cổ. Phải luôn luôn giữ mít cho nó chắc, giữ vị trí âm thanh. Rồi anh tự tay đánh mau. Rồi. Và thế là tình cảm nhẹ nhàng lại, vẫn giữ chest mít nha, coi chừng góp âm thanh. Em ơi, và lúc đó là falsetto. Em ơi, anh cô đơn suốt sống đời khi thiếu vắng em rồi. Cảm giác chơi vơi rời vào vực sâu ta. Mình feel the beat luôn hả? Sao ta? Mà bạn feel lên nốt nốt mi á, nó biết không? Thì cái này là mới bắt đầu nó chuyển lên phải full beat lên tới mi rồi. À, thì nó sẽ như thế này. Lên nó chán luôn không? Nghe ghê quá. Đó, nó xuống lại nè. Đó. Trời ơi. Hát lúc này mặt nó hát liên tục. Trời, chuyện khó lắm đó các bạn. Đó giữ chắc từ chán nè. Đó từ full mid chuyển xuống còn chết mid chữ ơi là chữ chết mid á.
ơi. Đó. Ai muốn tập phiêu nốt cao thì nghe mình nha. Còn ai không muốn thôi, không thích thôi đừng có phiêu nha, đừng ráng đu đu rồi bắt công này. Lọt sàn á. Có bạn kêu lọt cống cười. Vui. Không không, thích thì đu, không thích thì đừng có đu. Các bạn tập full mid đi, đó. Thì cái này là full mid đó, là nó tới đó. Nếu mà đó full mid thì nó sẽ không, thì đó full mid nó lên tới mi á. Mà người sẽ rồi bạn vào quay lại check mid nè. Người sẽ tại vì người sẽ không quay trở lại là nốt la. Trời ơi, chia sẻ mà nốt la ghê thiệt. Bài cao ha, cao bộ. Người sẽ không quay trở, người sẽ không quay trở lại. Xin em. Thì phải giờ vận chuyển xin em. Kỹ thuật không đấy mới được. Thì đó, tập riết là quen thôi. Thì kỹ thuật là từ những cái mà người ta đúc kết được từ cách hát của nhiều người và của người ta tổng hợp ra. À, để hát được như vậy thì mình cần phải làm như vậy. Chứ không phải kỹ thuật, không phải là một cái gì mà nó xa xôi cả. Thì đôi khi bạn lại có những cái kỹ thuật mà người ta phải đúc kết từ bạn. Đó, lạ, cái sự độc đáo nó là chết đó. Chết. Ok nha. Rồi, đó, hết bài rồi. Chúc bạn có một buổi một ngày làm việc vui vẻ, nhiều năng lượng, thật là hát hay, thật là hát ho. Hay ho. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Nhớ nha.